Bạn nhìn thấy không? Nó lẫn là màu đất không? Đấy đang ngồi đấy. Đây này. Bạn nhìn thấy chưa? Nhìn rõ con bé chưa? Bây giờ nhá. Đây nó ngồi đây này con này. Nhìn thấy chưa? Tí nhìn đấy. Nhìn nhìn thấy chưa con? Bắt lên nhá. Bắt lên xong thả nhá. Ok. Bắt lên cả. Ố, anh có ốc gì? Hàn ốc kia đây. Hàn ốc đang nó làm gì nhỉ? Đang dính vào nhau à? Để dính vào nhau. Buồn cười nhỉ? Buồn cười. Để bố bây giờ bố vồ vồ ngoé này nhá. Con gì đây? Ngoé. Né. Ngoé. Né. Ngoé. Né. Không phải em ngoé mà con ngoé cơ mà. Con ngoé. Ngoé. Né. Đấy ngoé. Ngoé nhá. Rồi bây giờ vồ này. À, nhìn nhá, ngoé này. Tôi vồ cũng được nhá. Thôi. Trốn nó, trốn nó, trốn. Bắt được luôn các bạn. Bé xíu mà, mình nhẹ nhẹ tay thôi xong à. Chơi một tẹo rồi mình lại thả đi. Đấy, con ngoé là các bác này. Con ngoé này các bác. Thì thấy không, con ngoé nó to hơn con lúc nãy chưa? Đúng không? Mấy hôm nữa nhá, nó sẽ còn to hơn cơ. Con này nó ăn sâu bọ rất là tốt cho cây lúa. Ui, con động của nó rồi. Đây các bác này, nó nó đây này. Đấy. Đây nhá, nó lặn dưới mặt nước các bác nhá. Các bác nhìn thấy không? Thôi kệ nó, tha cho nó đi. Cho nó đi thôi. Con mình đi tiếp. Xin chào các bác. Hôm nay bố con tôi lại ra đồng chơi các bác. Thôi em cứ tí nhá. Đi thôi, let's go nhá. Bà. Cháu đi chơi bà. Nó cụ mượn xe máy nhá. Nó bảo cụ không đi được đâu. Có cho cụ mượn không con? Bây giờ bố con tôi sẽ ra đồng xem có gì hay. Bố con tôi sẽ vui chơi về đấy xong rồi giới thiệu với các bác nhé. À, cần câu của bố con tôi để ở dưới bông. Không biết gài vào đâu các bác. Giờ bây giờ đi đã nhá. Trời hôm nay đẹp được tí nhở. Nắng rồi. Sau những ngày mưa thì đã nắng lại. Trời lại đẹp lại rồi. Bố con tôi ra đến ngoài đồng rồi các bác, đang tìm địa điểm để chơi. Thì không biết trên kia có câu được không, lên thăm thính một chút. Nếu ở đây mà không câu được thì sẽ ra ngoài sông lớn các bác. Bố con tôi đã đến một cái điểm câu các bác, ở giữa cánh đồng luôn. Đây. Các bác thấy đẹp không? Xanh ngắt luôn. Bạn cu tí đẹp trai đấy. Đeo kính nhá, đưa bố, để bố cất kính vào trong túi nhá. Ở đây. Ơ đội mũ vào, bố đang đội mũ này. Con đội mũ vào chi cho nó râm con ạ. Đang nắng đấy. Ui, nghe gì không? Máy bay đấy. Trên trời tít cao ấy. Nào, đưa bố bế. Bố vào đâu. Rồi, cho tí xuống. Đấy, tí ơi, nhiều cỏ chưa? Tí chân đấy, thấy thích không? Đấy, bây giờ sẽ đi loanh quanh một vòng để xem quanh đây có gì nguy hiểm không các bác nhá. Để rắn rết hay là cái gì đấy. Ui, bắt được con mũm mũm này tí ơi. Để cho cô tí chơi cho an toàn. Đấy con này. Ôi chết rồi, hôm nay quên không mang cái lọ rồi. Để kiếm một cái gì đấy bỏ. À đây có cái giỏ. Ủa có mang giỏ này. Con mũm. Con mũm mũm. Đây này. Con châu chấu. Đấy con cầm ấy. Cầm ấy không sao đâu. Cứ cầm mạnh mà nó đạp hơi đau đau một tí thôi nhưng mà không được gì. Đấy cho vào đây nhá. Con gì? Con muỗm muỗm. Muỗm ở đâu? Có phải con muỗm muỗm nhỉ hay con châu chấu nhỉ? Con này bố cũng không biết tên rõ nó nhưng mà nó là họ nhà cào cào ấy.
Đấy, thấy chưa? Bỏ đấy nhá. Thấy chưa? Ừ, gọi là nó gọi, nó cứ gọi là con châu chấu cũng được. Nó có rất nhiều các con như thế này. Ừ đấy, có thì mới bắt được. Đây bây giờ tôi đi xem là khảo sát xem là có rắn rết hay là cái gì không. Sợ cú con nó cũng chơi cho nó an toàn các bác ạ. Đây các bạn, tôi vừa thả xong hai cần câu, một cái đây, một cái kia. Đúng một tí đây, đang đứng xem mấy con chi chi ở dưới mặt nước các bạn. Bắt được con châu chấu cầm tay này. Bắt rồi đấy. Thích không? Con thích không? Đây là con châu chấu. Châu chấu. Con châu chấu. Châu chấu ấy. Đấy, còn dưới mặt nước này là những con chi chi. Tôi chả biết tên nó là cái gì nữa, nhưng mà hồi bé cứ gọi là con chi chi, nên bây giờ cô tí hỏi cũng bảo là con chi chi luôn. Ở quê tôi gọi là con chi chi ấy. Sao con? Đâu? Cái vỏ ốc à? Vỏ ốc ấy. Nhỉ? Vỏ ốc ấy. Đó, bây giờ bố con tôi sẽ đi ra cái bờ ruộng mà chơi. Tí đi cẩn thận nhá. Đi cẩn thận nhá. Ok. Ôi, tôi phải gài cái camera vào ngực để có hai tay chơi một tí. Ở bên kia cũng có hai bác đang câu ở tít xa kìa các bác. Đấy, bây giờ bố con tôi sẽ đi chơi đấy nhá. Kệ, vứt cần câu đấy. Rồi, vỏ ốc hả con? Mai tôi vẫn câu một cái mồi cơm nghiền này các bác. Hôm qua vẫn còn, hôm kia vẫn còn. Thế hôm nay nó vẫn dùng được ấy. Thế cứ dùng thôi. Đấy. Và ruộng. Ông tí ra đây là cứ nhặt vỏ ốc ném này. Thích không con? Ra ngoài đồng thì thích thế. Gió, nắng gió. Ê con ơi, lên đây xem có con gì không? Con ngoé con nước gì không? Đây này. Con ngoé con các bạn, bắt được tí. Xem con ngoé như nào. Tí ơi, con ngoé này. Úi, nhảy rồi. Để tóc phát, cầm cho bố cái này, cầm nhá. Thôi. Con ngoé con bé xíu, mình bắt, mình xem thôi nhá, xong rồi mình thả đi nhá. Thế ạ. Đây là nhìn. Ừ, đây này. Thế nhìn con ngoé nhá. Thì xíu luôn. Thế thấy không? Bố bắt cho con xem thôi, bạn ấy bé lắm, con bé lắm, thả bạn đi nhỉ. Cầm con cầm bạn châu chấu đấy, tí nữa cũng thả luôn. Đây nhá. Bố biết đi. Nhìn thấy không? Đây là con ngoé này. Giống con cóc đấy, nhưng mà nó tên là ngoé. À, và nếu con cóc à? Giống cóc ở nhà. Không phải đâu, đây con nhìn lại đi. Ngoé cũng giống màu như thế này. Con chi chi. Đây các bác. Ngoé con. Bây giờ ở đồng rất là nhiều ngoé con. Ếch, ngoé. Vì là vừa sau mới trận mưa. Bây giờ sẽ thả bạn này đi nhá các bác nhá. Đây nhá, bố để vào tay bạn ấy nhảy này. Ấy, nhảy luôn rồi. Đi thôi. Tiếp tục xem có con gì nữa không nhá. Nhiều lắm, nhiều các con vật lắm. Ở ngoài cánh đồng. Đấy, nhiều thế, ngoé nhảy bùm bùm các bạn, nhiều ốc lắm. Để bố đi trước. Cả cá nữa cơ. Ốc
Nhiều ốc nhỉ? Ủa, nhiều ốc lắm các bác ạ. Toàn ốc bưu vàng ấy. Ốc này là phá hại mùa màng lắm này. Ừ, nhiều. Úi, ngoé nhảy, tụm tụm luôn. Con nhìn thấy không? Đây này. Đi lùa, lùa, lùa ngoé nó nhảy nhá. Đấy. Đấy đấy. Đây, bắt nhá, bắt con này nhá. Đây các bác ơi, để tôi tháo cái camera quay ngoé. Đứng đi, đứng đi, đứng đi, không nhảy. Nó chỉ bé tí xíu thôi. Đâu? Này, các bác nhìn đâu, nó lẫn vào màu đất không? Đấy, đang ngồi đấy. Đây, đây. Các bác nhìn thấy chưa? Nhìn rõ con ngoé chưa? Bây giờ nhá. Đây, nó ngồi đây này con này. Nhìn thấy chưa? Tí nhìn đấy. nhìn thấy chưa con? Bắt lên nhá. Bắt lên sau thả nhá. Ok. Bắt lên cả ốc. Ăn có ốc gì? Hàn ốc kia, đây. Hàn ốc đang đang làm gì nhỉ? Đang dính vào nhau à? Để dính vào nhau. Buồn cười nhỉ? Để bố bây giờ bố vồ vồ ngoé này nhá. Có gì đây? Ngoé. 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 Không phải em ngoé mà con ngoé cơ mà. Con ngoé. 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 Đấy, ngoé. Ngoé nhá. Rồi bây giờ vồ này. À, nhìn nhá, ngoé này. Tôi vồ không được nhá. Thôi. Trốn nó, trốn nó, trốn. Bắt được luôn các bạn. Bé xíu mà, mình nhẹ nhẹ tay thôi xong à. Chơi một tẹo rồi mình lại thả đi. Đấy, con ngoé này các bác này. Con ngoé này các bác. Thì thấy không, con ngoé nó to hơn con lúc nãy à. Đúng không? Mấy hôm nữa nha, nó sẽ còn to hơn cơ. Con này nó ăn sâu bọ rất là tốt cho cây lúa. Ui, con động của nó rồi. Đây các bác này, nó nó đây này. Đấy. Đây nhá, nó lặn dưới mặt nước các bác nhá. Các bác nhìn thấy không? Thôi kệ nó, tha cho nó đi. Cho nó đi thôi. Con mình đi tiếp. Từ từ, từ con này. Bố đi trước. Nó nhiều nhỉ, nhiều ngoé nhảy thế. Ném đi. Cần câu thì bố con tôi vứt ở trên kia gần chỗ xe. Không biết là có cá không thì không biết, nhưng mà mục đích là ra đồng chơi là chính các bác. Đi con ơi. Có đang bò. Bố tí nhìn đi, ốc đang bò à? Đây. Ừ, nhiều nhỉ. Đây các bác, các con ốc này đang bò bò. Tí thích lắm, thích ốc lắm. Nhiều ốc thế. Đi thôi, bố con mình lên đây lại nhiều ốc nữa đấy. Ố, trứng của ốc đấy. Đây là trứng của con ốc bưu vàng đấy con ạ. Nó màu gì nhỉ? Nó màu vàng. Đâu, màu gì? Nói lại. Màu hồng. Chính xác. Mình phải nói đúng nhá. Đấy, ngoé nhảy ụp. Để tôi lùa các bác nhá. Ngoé nhảy nhiều lắm. Đấy, đấy. Có cả con dế. Nhiều các con vật lắm các bác nhá. Cho ông cu tí ra ngoài này để ông ấy được ấy. Nhiều chưa? Này. Các bác nhìn này, mấy ông ngoé bé xíu này. Đây nằm đây này các bác này. Đấy. Con nhìn thấy chưa? Cẩn thận nó cắm đầu xuống bây giờ chết sợ. Đây nhá, nhìn thấy không? Bạn nằm, bạn ẩn mình ở trong cái chỗ này, chỗ hốc này. Bố bắt. Bắt không? Thôi, bắt lần gì nữa, lúc nãy bố bắt cho con xem rồi đây. Bắt bạn rồi đây. Thích không? Đi tiếp nhá. Này bố đuổi nhá, đuổi bạn ấy nhảy này. Không nhảy luôn này. Hiền thế. Bạn này ngoé baby à? Nên là còn hiền lắm tí ạ. Bạn ấy chưa bố, nhanh đâu. Rửa. Đấy, rửa bạn ấy đi hết đất nhá. Đây các bạn. Ú, nhảy rồi. Nhảy rồi, thôi, đi. Chỗ này bị nước rồi, để bố bế. Chuồn chuồn bà đấy. Quay rồi. Đi, đứng đi, đứng đi. Ấy, 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 nhảy. Bố rửa tay đã rồi bố bế. Nhá. Bố con tôi ra đồng. Quậy. Đi, bố đi trước ra, xem nhỏ có con gì. Xem mà
có khám phá được con gì hay ho nữa không nha các bác nhá. Mùa này là nhiều cua kia lắm, nhưng mà cua thì nó ở trong mà cơ. Chỗ ấy nhiều ngoé nhảy nhở. Con đi cẩn thận nhá tí nhá. Ấy, nhiều không? Nhiều không? Mới mưa xong ấy, nên là ngoé nhảy rất nhiều các bác nhá. Ở bờ ruộng này là nhiều lắm. Để chúng tụp luôn. Bố con mình đi hơi xa rồi. Đi quay lại đi. Đi. Quay lại thôi, xa lắm. Đi quay lại không? Cá cắn không nhá. Tí thích không? Ra đồng thích không con? Ốc ấy. Bò. Ừ. Đấy ốc các bạn. Tí đang xem con ốc này. Đang bò này này. Đấy, ốc biêu vàng ở ngoài đồng tầm này rất nhiều. Non cây lúa này các bác này. Cây lúa đang ở cái thời kỳ mà gọi là, nói chung là cái gì nhỉ, gọi là con gái à, mới lớn đấy. Con gì? Đang chuẩn bị dậy thì đấy. Sao con? Con này á? Đây đây, con nhìn đây. Đây là con châu chấu nhá. Châu chấu ok. Đẹp nhỉ. Thả bạn đi không? Không. Cầm chơi một lúc nữa thôi, lúc về thả nhá. Ok. Ok, đi. Đi về đã. Cầm chơi một lúc. Chán thì thả đi. Không được bóp chết bạn ấy đâu nhá. Cầm vậy thôi. Thịt lắm đấy các bạn ạ. Rồi, từ từ để bố bế qua. Nhảy qua. Rồi, đi đi. Con ngé, con ngoé, không phải con ngé. Ngé là em mình. Ngé là mẹ mình. Ở nhập á, có cái chai này. Chai bẩn rồi. Chai này không bẩn đâu. Được, tí bố rửa đi cho, đi. Đi thôi, nhiều ốc to nhỉ. Ở dưới ruộng nhiều ốc to nhỉ. Đúng. Đấy, con lên, lên đây này. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa. Nhìn thấy nhiều ốc chưa. Đấy, đầy ốc kia kìa. Thấy chưa? Không bò. To to. To to đấy, đi, đi về xem nào. Cần câu còn mồi không đi. Nó bò. Nó bò đấy. Nhìn thấy không? Đấy, ốc đây. To nhờ. Nén này. Ố, bố ăn nén này. Hử? Nhìn thấy không? Ngoé ở đâu? Đây này. Tí. Đấy. Tí nhìn được con ngoé ở đâu rồi các bạn? À nhá. À ừ nhá, đúng rồi. Tí tình thế. Nhìn nó ngoé nhảy đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Nó đấy. Cô tí nhìn thấy mà bố không nhìn thấy luôn. Nó giống màu đất lắm các bạn. Đi. Tí ra đây luyện thị giác cho nó tinh. Ra đi tìm ngoé nhé. Ốc. Đi thôi con ơi, let's go. Nhiều nhỉ. Ốc bé thì xíu à. Ốc bé. Ốc to. Ốc bé. Đây đây. Ốc nhiều. To, ốc to này. Đấy. À, ra đây nhiều con nhỉ. Nhiều, nhiều con ếch. À con ngoé nhỉ. Ốc, con ốc nhỉ. Có ốc. Ốc kìa. Ừ, đi, đi thôi con. Hai con. Hai con à? Nhiều không? Nhiều. Quá nhiều luôn. Đó, cho cô tí đi một vòng ở cái đường ruộng này. Nhìn thấy bao nhiêu con đấy. Ốc này, ngoé này. Chi chi này. Có cả cá bơi dưới này luôn. Đi, lên đây xem cần câu không, còn mồi không tí ạ. Ốc. Mình có ốc luôn. Nhiều thế.
nhỏ này. Là gì? Ốc đấy. Cỡ nhỏ. Bây giờ cỡ nhỏ tí tí. Thôi các bạn, ở chỗ này câu, ở chỗ này câu không có. Nên là bây giờ bố con tôi sẽ ra hạn sông ngoài, sông to luôn ngoài kia, cho con tí chơi dưới ruộng ngay một lát rồi. Khám phá mấy con nhái bén, con ếch, ngoé, cóc. Ôi tí này, con này nó bò ra này. Ôi, bắt lại nhá. Đấy, bỏ đây cho con chờ một lúc nữa thả đi nhá. Thôi bây giờ bố con tôi sẽ lên sông to các bác nhá.